Chiều 30 tháng 3, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark E. Knapper đến chào xã giao nhân dịp đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đại sứ Mark E. Knapper đã được Tổng thống Joe Biden giao trọng trách mới và trở lại Hà Nội công tác trên cương vị đại sứ. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp hơn nữa cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng tái khẳng định, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và sự khác biệt của nhau. Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những bước tiến trong quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó, quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ và đạt con số kỷ lục 111 tỷ đô la Mỹ. Hai nước cùng tích cực hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ hàng chục triệu liều vaccine và nhiều vật tư, thiết bị y tế trong phòng chống dịch cho Việt Nam thủ tướng đánh giá hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là điểm sáng trong quan hệ việt nam hoa kỳ góp phần tăng cường xây dựng lòng tin giữa hai dân tộc trong khi ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước bên cạnh đó các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng tiếp tục là những tiền đề quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước đại sứ hoa kỳ mark inepper e. bày tỏ vui mừng được trở lại công tác tại việt nam đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của việt nam trên mọi mặt nhất là trong phòng chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế sau dịch đại sứ cam kết trong thời gian tới sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành phía Việt Nam để duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc thường xuyên giữa hai nước ở các cấp và các kênh tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao phát triển xanh và bền vững đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số và v v Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam tin tưởng chương trình hồi phục nhanh và phát triển bền vững của Việt Nam sẽ thành công góp phần dẫn dắt quá trình phục hồi và phát triển kinh tế ở khu vực sau đại dịch thủ tướng mong muốn tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả trên nguyên tắc chân thành tin cậy tôn trọng bình đẳng luôn hướng tới tương lai tốt đẹp vì hạnh phúc ấm no của nhân dân hai nước